Đó, các bạn ơi, hôm nay đi mua kẹo Halloween nè, để cho mấy đứa nhỏ lên trường học phát cho bạn mình, rồi bạn mình phát lại cho mình. Đó, mua mỗi đứa một bịch ha. Vi lấy này hả? Hả? Vi lấy đó hả? Vi với Vân nó lấy sô-cô-la. Kevin có lấy bịch nào không? Hai. Đó, một bịch kẹo như vậy 15 đô các bạn. Lấy bịch nhỏ thôi chứ bịch bự nó đâu ăn hết. Khác hả? Ok thì lấy. Thì lấy ba bịch. Nó con Vi lấy cái sô cô la. Nó có sô cô la rồi. Má sao giống fan của má nhìn má vậy? Hả? Fan gì? Giống fan đó hả? Dạ. Ờ thì fan đó. Nó nhìn con mẹ đi sao cái chảy giúp miếng. Ờ. Fan của má nhìn má chảy nước miếng. Má cho lên cái cơ đồ. Bạn lấy này hả? Đó, lấy kẹo Halloween mấy đứa nhỏ. Lấy thêm bịch đó hả? Rồi. Lấy 3 bịch tất cả các bạn. Mỗi bịch 15 đô 99 nha các bạn. Lấy về để phát kẹo Halloween. Ai tới nhà mình bấm chuông thì mình cho người ta kẹo. Rồi, ngày mai là tới ngày lễ Halloween rồi đó các bạn. Căn nhà Noel này các bạn. Trò chơi ha. Một cái bao nhiêu? 84 đô 99 nha các bạn. Đó, villa đàng hoàng. Quá cây ở dưới trên này. Đẹp không Kevin? Kevin thích không? Trên kìa. Vi đâu con? Vi ơi nè, đi đâu vậy? Đó, đồ Noel đó các bạn. Nè. Này đánh trống tự động này. Kevin đi đâu đó? Mày đi nhỏ khoái mấy cái đồ chơi này nè. Một con về bao nhiêu? Wow, 300 đô các bạn. Vâng, chạy đi đâu đó con? Cái vòng thông nè. Đó, 30 đô ha. Trang trí đủ màu đủ sắc cho cây Noel. Wow, cái ly bự quá. Ly này uống bao giờ mới hết? Cái ly bự cho các bạn ơi. Ly bự quá chừng ha. Đó, cao bằng mình luôn. Gì con? À, đi qua đây mẹ coi. Này nè, để dưới đất để leo lên đó mà. À nè các bạn. Đấy, căn nhà trò chơi này. Một trăm ba chục đô ha các bạn. Đủ thứ ha. Đó, mẹ quay cho các bạn coi nha. Bông có lên hả? Trời chơi đẹp quá vậy. Gần tới Noel rồi các bạn, người ta bán rất là nhiều đồ chơi ha. Đâu, Vân lấy nào đâu? Rồi bỏ lên xe. Mấy đứa nhỏ đòi mua đồ chơi này các bạn. Đó. Cái này thì khoảng mười mấy đô, 19 đô ha. Còn cái này thì con trai mình nó lấy cái này. Cái xe, xe lửa này. Xe cứu lửa. Fire truck. Fire truck hả?
18 đô các bạn. The fire. Mẹ biết rồi. Cốm này mấy đứa nhỏ nha mình thích nè, lấy để dành ăn. Rồi. Strawberry, nho, mâm xôi đầy đủ ha. Nó bán tivi bán đầy đủ. Tivi màn hình bự chưa? Đi giày ấm nè các bạn. Khoảng 30 đô một đôi ha. Ấm lắm à. Trong nè, thích hợp cho mùa đông nè các bạn. Đó, 30 đô một đôi. Mình thì có dây ấm rồi cho nên mình không mua nữa. Đó, quá chừng ha. Mấy kẹo nè các bạn, mấy kẹo này mấy đứa nhỏ thích nè. Kẹo xoài, kẹo trái cây đủ loại. Đây hộp, một hộp thì khoảng 12 đô rưỡi ha. Về ăn thử ngon không nha. Bên này có bán cái cốm bánh nè, có sô-cô-la, có tất cả các hạt đậu. Mấy này mấy đứa nhỏ mình lại không thích, ăn cái này tốt nè. Bạn ăn không? Cái này thì bao nhiêu tiền, cái này có 7 đô à? Có 7 đô một bịch. $7 một hộp. Số kẹo luôn các bạn. Đủ loại kẹo hết. Hộp kẹo sô-cô-la này khoảng 9 đô ha, 9 đô hộp. Mẹ đi nhỏ hôm nay mua nhiều kẹo quá rồi. Sô-cô-la này cũng ngon. Thôi mua thịt. Cá nè, ăn cá xem mình không? Cá xem mình nè các bạn. Một miếng ha. Thì miếng này khoảng 25 đô các bạn. Quá trường cá này. Mua rồi. Mẹ mua xem mình rồi. Sườn này. Sườn nhiều quá. Thôi giống ăn. 30 đô một vỉ. Mấy cái chục sườn quá kìa. Sườn này khoảng 21 đô một vỉ. Bộ này ha. Thế có máu mình vậy? Thịt thì phải có máu thôi. Một miếng này. Đó. Miếng này thì 3 đô 49 sen một phao các bạn. Chừng này thì bao nhiêu ký? Bao nhiêu phao? Chừng này khoảng 3 ký, chưa tới 3 ký ha. Chưa tới 3 ký mà 21 đô chạy gần 400 mấy á. 400 mấy ngàn một miếng như thế này. Rồi. Mua cá, mua thịt rồi ha. Rồi còn mua gì nữa? Đi. Hôm nay đi lòng vòng. Đó, thịt đã mua xong rồi. Bên này người ta bán hot dog nè. Thịt đây rẻ này. Thịt đây rẻ nên mua thịt đây. Thịt đây rẻ này các bạn, thịt nạc không á mà có nửa ký có 1,5 đô thôi, đô 70 ha. Đô 70 sen. Thì nguyên một miếng như thế này. Miếng như thế này 9 thao các bạn. Đó. Nặng 9 thao mấy nha. 9 thao là chừng này khoảng 4,5 kg đó các bạn. Mà bán có 15 đô thôi. Lấy. Đó.
Thôi sườn ở nhà còn lấy miếng thịt này rẻ hơn các bạn, bỏ sườn lại ha. Sườn ở nhà còn nhiều không ăn hết nè. Mua sườn, mua thịt nạc ăn. Bỏ đây. Thịt gà này người ta bán nhóc thịt gà luôn. Tìm thịt gà organic mua cho đứa con trai mình. Đứa con trai mình thì nó hay ăn thịt gà này nè các bạn. Gà organic đấy. Gà này ăn rất là tốt. Nên quỷ ha. Đó. $4 một pound. À, nửa ký $4. Một ký là $8. Bỏ đây ha. Bỏ bánh qua một bên. Sắp xếp lại nè. Rồi. Xếp lại. Vị thịt gà này thì khoảng $24 nha. Chừng này nặng khoảng 2,5 kg. 2,5 kg là $24. Con gái mình đi lấy bánh này. Thích ăn bánh này hả? Lấy cho Kevin đó hả? Sao nó lạ quá vậy? Bánh đi học hả? Mày đi nhỏ lại ra đi. Thấy bánh lại thích lấy bánh. Đó, vì thích hộp nào thì phải lấy đi. Lấy một hộp đi. $10 một hộp. Có on sale không? Bánh ai mà on sale? Mà đó. Lấy một hộp. Thấy không? Đủ loại hết. Nè, nguyên hộp bánh mì 3 loại khác nhau nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Ngon ha. Hộp này thì khoảng bao nhiêu tiền? Hộp này có $7, $8 một hộp, được 3 ổ bánh mì. Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi tiếp tục đi nữa các bạn. Cái bánh ngon chưa nè, cái bánh đủ loại hạt cái trên các bạn ơi. Hạt gì vậy? Hạt cái hộp của nó xì đó. Nè, hạt ốc chó rồi trái cây nè, kiwi rồi. Kiwi đó. Đủ thứ hạt ha, nhìn ngon chưa? Quay cho các bạn xem. Có quay phim hạt ăn không? Một cái có $15. Mùa lễ sắp tới, người ta làm đủ loại bánh mới người ta bán. Bánh này bánh táo được trước mình mua về ăn lần. Bánh sô-cô-la nè, nguyên ổ bánh sô-cô-la đã chưa nè. Đem thù lui luôn. Thịt này các bạn. Hôm nay bán nhiều thịt quá ha. Đó chừng miếng nào miếng nấy bự ha. Miếng như thế này 60 đô miếng đó. Khoảng 1,2 triệu. 1,2 triệu cho 18 pound. 18 pound cho 9 kg. 1,2 triệu cho 9 kg thịt bò đó các bạn. Đó. Quá chừng luôn. Tươi rói luôn ha. Vỉ thịt bò này, vỉ thịt bò này $35 một vỉ. Ở nhà mình mới mua thịt bò vẫn còn. Quá chừng ha. Thịt tươi rói luôn. Này $45 vỉ này các bạn. Thịt này lại mắc hơn chút xíu. Loại thịt này là thịt khác nữa nè. Một miếng này thì khoảng 30 mấy đô. 36 đô. Có miếng nào nhỏ nhỏ lấy miếng ha. Bự quá.
Nè vỉ này khoảng 22 đô, người ta cắt nhỏ nhỏ này. Tường bò nè. Thịt con lem này. Thịt này mấy bữa mình hay mua về ăn. Sườn cốt lết này các bạn. Vỉ như vậy có 15 đô ạ. Mới nướng xong đó. Như người ta bày gà ra đây nè. Gà nướng, một con gà nướng 5 đô một con, quá trình gà luôn. Nướng thơm phức nha các bạn. Sườn nướng thì một miếng như vậy là 19 đô nè các bạn. À, nhìn hấp dẫn các bạn ha. Nhìn con gà thấy ngon chưa nè. Mà mua về phải ăn liền cho nó ngon, nó nóng chứ để xuống nó nguội nó không còn ngon nữa các bạn. Ăn nó cũng ngon lắm. Nhìn con nào con nấy căng tròn luôn ha. Ta nướng thơm thiệt là thơm. Ăn hả? Mấy đứa nhỏ nhà mình không chịu ăn con gà này các bạn. 8 đô, 9 đô bự ha. Hấp dẫn chưa? Bữa nào ra mua một cái gì ăn ha. Bây giờ nhà nhiều đồ ăn quá rồi đâu mua nữa đâu. Đó, người ta bán cũng nhiều lắm á. Nè, cái này là cũng 9 đô luôn, toàn là phô mai. Ừ, nhìn mê chưa? Phô mai không ha. Trứng đi. Tỏi miếng nó bán ở đâu ha? Sữa kia kìa. Sữa mà ông Văn thích đó. Nhà có đủ. Có sữa anh mua nè. Xả vô lấy sữa nè. Lấy hộp sữa. Nguyên nhà sữa này các bạn. Lần nào mua cái này không? Cái này gì xịt? Xịt vô rau ăn. Dưa lưới này. Lâu lắm rồi mình chưa ăn lại dưa lưới. Lạnh quá chừng luôn. Đó, giờ đi vô ha. Đi vô trong nhà lạnh này lấy rau quả các bạn ơi. Rau này các bạn ơi, nhìn ngon chưa? Ồ, trái nào trái nấy ngon quá chừng luôn. Vườn rau của mình bị mày biết rồi, mày biết rồi. Đó, rau này các bạn. Mùa lạnh mà rau có 5 đô một hộp thôi. Đó, quá trời ha. Trái nào đây nấy ngon quá. Lựa cái hộp nè. Hộp nào ngon, hộp này ngon ha. Má mở ra má xem. Má xem. Ngon chưa các bạn ơi. Thấy đã chưa nè. Đó. Chút về ăn rau ha. Thơm không? Thơm không bé? Ngon quá các bạn. Ra cái đầu để mẹ quay quá nè cái đầu. Rồi, lấy một hộp nha. Vị. Rồi, coi rồi, lấy hộp này. Strawberry. Ừ, strawberry. Rồi, tiếp tục. Đi qua lấy dưa leo nhỏ cho mẹ Vị. Vâng thích hả? Thích ăn cái này hả? Ok, nè. Đó. Dưa leo 3 trái. Hơn 4 đô ha. 4 đô 3 trái. Trái nào trái nấy dài nó các bạn. Hai găng tay một trái đó. Dưa này giống dưa của Nhật. Rồi tiếp tục, lạnh không Kevin? Bắp nè. Mấy đứa nhỏ nhà mình rất là thích ăn rau này. Lấy hộp rau, lấy bịch rau chứ. Nè ha.
rau organic đó các bạn, trồng tự nhiên đó, ngoài vườn mình giờ hết rau rồi đó, khoảng hơn $4, 4,5 đô một bịch rau ha các bạn. Rồi tiếp tục đi tiếp nè, tìm gì nữa, cái bông cải, bông cải này Vi thích ăn nè Pháp, bông cải này thích ăn mua rồi. Cà rốt nè, mua cà rốt gì ăn trừ cơm các bạn ơi, nè $5 đó. Mua ớt này về ăn các bạn biết có ngon không, ta bán $5 một bịch thôi, bán cả đống luôn. Dưa leo nè, dưa leo nhỏ nè, à, ở bịch dưa leo, dưa leo sao nó không có tươi chứ, dưa leo nè, rồi lấy bịch ớt đó, khoảng $5 mấy một bịch rồi xong đi ra. Cái trái này nè, trái này nó chua lắm nè các bạn, trái chua mà, mua thử bịch về ăn thử nha, chua lét luôn đó, một bịch rẻ có $3 một bịch thôi. Trái này ăn chua làm mứt ăn cũng được nữa đó. Lựu nè, ta lột ra từng hạt từng hạt, ta bỏ vô ly nó bán đó, một ly như vậy khoảng $6.50 ha, đó, ngon nha. Mà mình thích mua lựu về tự lột ra ăn, người ta lột trước rồi ăn không có ngon nữa. Rồi đi cha, ra ngoài nè. Việt Quốc nè, Việt Quốc cũng rẻ ha, mua hộp nha, đó $8 một hộp. Nem xôi đỏ nè, mình đang trồng rất là nhiều đó, quá chừng ha, trái nào trái nấy cũng ngon ấy. Một hộp mâm xôi đỏ gì ăn nha, đó, $6 một hộp, $7 một hộp, ngon chưa? Mình thích mâm xôi đỏ hơn là mâm xôi đen, mâm xôi đen ở nhà mình có. Ơi, lạnh quá. Thấy lạnh chưa? Rồi, vô nhà lạnh, tạm biệt nhà lạnh nha. Đó, tạm biệt nhà lạnh nha, vô trong đó lạnh quá chừng. Rồi, mua được mớ trái cây nữa rồi các bạn ơi. Tiếp tục đi tiếp. Làm gì? Nhà có đó. Ăn chiên hay làm gì, nướng ăn hả? Giống như xem coi á. Lấy nguyên bịch nè hả? Nào ngon. Bự quá vậy. Đứa con gái mình muốn mua nguyên bịch khỏi tay về nướng ăn hay là làm gì ăn. Bịch bự khoảng $6 các bạn ha. Đó, thiên nổi không? Thiên bỏ ở dưới, bỏ dưới để dưới con, dục vô, dục vô nhẹ nhẹ thôi, lăn vô, lăn vô rồi, giỏi rồi, đi mấy đứa nhỏ hôm nay mua hơi nhiều ha. Cái gì nữa, dưa lưới nè, lâu lắm rồi mình chưa ăn lại dưa lưới. Mua bịch cam các bạn ơi, bịch cam thì khoảng $11 một bịch nha các bạn, có bán quá chừng rồi ha. Mình lấy một bịch, mình đổ giỏ này ra. Đó, một trái thơm các bạn, $3 trái nha, đó khoảng 60.000 tiền Việt Nam một trái, bán cả dãy luôn ha. Quýt nhà mình ít có ăn, $9 một bịch như thế này, bịch như thế này thì chắc 4 kg đó các bạn, 8 thau. Lấy cặp dầu ăn nè các bạn ơi, dầu ăn một cặp bao nhiêu, một cặp là $26 đó, mình lấy một bịch ha nè.
tỏi, tự nhiên đi mua tỏi mà mua không có hết rồi. Còn giờ đẩy xe ra tính tiền các bạn ơi. Xếp hàng để mua thức ăn cho mấy đứa nhỏ các bạn. Hot dog, rồi bánh mì kẹp thịt, hamburger, rồi súp, rồi kem, đủ thứ nha. Đang đứng xếp hàng này các bạn. Đưa xong pizza này các bạn. Gái này, lấy đi. Rồi cái này là miếng của mình nè, mình thích ăn có rau. Cái này con gái mình ăn cheese. Hả? Ăn liền hả? Rồi, hai đứa con mình lấy. Cái này là cái bánh bánh gà đó các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.